Người đứng đầu đội bóng phố núi khẳng định điều cần làm duy nhất lúc này là tập trung chống dịch Covid-19 thay vì họp hành về lịch thi đấu. Hôm 29 tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với đại diện các câu lạc bộ V-League về giải pháp tổ chức lịch thi đấu trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Trong cuộc họp, 13 trên 14 đội bóng đều có thành viên tham dự và đưa ra ý kiến đóng góp. Chỉ riêng Hoàng Anh Gia Lai gây bất ngờ khi không dự họp chia sẻ với thanh niên trường ngày 30 tháng 3, Bảo Đức đã lý giải về sự việc kể trên. Ông cho biết, tôi cấm Hoàng Anh Gia Lai không tham gia bất cứ hoạt động thể thao nào trong giai đoạn này. Không tham gia họp hành kể cả trực tiếp hay trực tuyến của VFF hay VPF, cả nước đang lo chóng bệnh. Giờ này, phải tôn trọng sức khỏe cộng đồng. Tôi kêu gọi những người tham gia họp nên dẹp đi. Bây giờ đừng bàn gì bóng đá, thể thao gì nữa, chỉ bàn dịch thôi. Ông Bầu Góc Thái Bình nhấn mạnh. Người đứng đầu đội bóng phố núi khẳng định điều cần làm lúc này là tập trung chống dịch Covid-19, còn lại mọi việc tính sau. Thủ tướng không cho xe hay máy bay rồi. Người Hà Nội và Sài Gòn sắp không còn được ra đường thì còn họp hành gì nữa, không có chuẩn bị gì hết, chỉ có những người rảnh rỗi mới làm bậy thôi. Các câu lạc bộ bây giờ toát mồ hôi để làm sao anh em cầu thủ không bị bệnh thì họp hành gì chuyện đã đấm. Xong đầu bây giờ biết họp hành là gì? Chỉ khi thủ tướng đồng ý cho đá lại rồi VPF, VFF và các câu lạc bộ tính tiếp. Bóng đá chỉ là trò vui chơi giải trí làm sao nghĩ mình đứng trên xã hội được? Cả nước đang lo chống dịch thì các câu lạc bộ VFF, VPF lo chống bệnh đi, không tham gia họp hành gì giờ này hết. Tôi khẳng định Hoàng Anh Gia Lai không tham gia bất cứ hoạt động thể thao giai đoạn này. VFF, VPF mời cũng không họp. Trong cuộc họp trực tuyến vừa qua, 6 đội bóng ủng hộ việc thi đấu tập trung trong điều kiện an toàn tại các sân vận động ở khu vực phía Bắc, bao gồm Sông Long Nghệ An, Than Quảng Ninh, Hà Nội FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Việt Theo và Thanh Hóa. Cùng với giải pháp kể trên, bốn đội không phản đối nhưng cũng chưa xác nhận đồng ý thi đấu từ ngày 15 tháng 4, bao gồm câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC, SHP Đà Nẵng và Hải Phòng. Ba đội không ủng hộ kế hoạch của VPF trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến là Nam Định, Bình Dương và Quảng Nam.